Ngày 24 tháng 2, Ban Dân vận Tỉnh ủy An Giang và Ban Dân vận Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị sơ kết công tác phối hợp và triển khai phương hướng công tác năm 2023. Thông qua các hoạt động hỗ trợ của Ban Dân vận Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh và các quận, góp phần giúp cho tỉnh An Giang thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, chăm lo các gia đình chính sách, đồng bào dân tộc thiểu số, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, động viên cán bộ chiến sĩ an tâm vững chắc tay súng bảo vệ biên giới của Tổ quốc. Năm 2023, Ban Dân vận Tỉnh ủy An Giang và Ban Dân vận Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân, đồng bào dân tộc, đồng bào có đạo chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, đồng thời phối hợp tổ chức các hội nghị chuyên đề, trao đổi chia sẻ kinh nghiệm, thực hiện tốt các cuộc vận động phong trào thi đua yêu nước, phong trào thi đua dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới, xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, công tác dân tộc tôn giáo. Bên cạnh đó, quan tâm thực hiện hiệu quả công tác nắm tình hình nhân dân, kịp thời thông tin xây dựng các phương án giải quyết, không để phát sinh vụ việc phức tạp liên quan đến vấn đề dân tộc, tôn giáo, khiếu kiện đông người và vấn đề an ninh trật tự. Ngoài ra, tiếp tục phối hợp triển khai các hoạt động hỗ trợ an sinh xã hội, hỗ trợ các gia đình chính sách, người dân và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, cán bộ chiến sĩ vùng biên giới, gắn với chuỗi hoạt động dân vận khéo, kết nối biên cương, phù hợp với điều kiện và nguồn lực của các địa phương.